Huyền thoại tình báo 5 năm giả gái sống trong hang ổ địch. Để hoạt động trong lòng địch, chàng chiến sĩ quân y 20 tuổi Huỳnh Văn Thắng, Nam Thắng đã giả làm con gái và trở thành một thành viên của tổ chức tình báo chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó thu thập được nhiều tin tức quan trọng cung cấp cho cách mạng. Tình báo Huỳnh Văn Thắng xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, cái nôi của phong trào đồng khởi những năm 1960. Gia đình ông Thắng có truyền thống cách mạng. Khi cha bốn anh trai đều thoát ly đi kháng chiến, riêng anh Thắng vì là con út phải lại vùng tạm chiếm để chăm sóc mẹ, để ba và các anh yên tâm chiến đấu. Giữa lúc cuộc chiến tranh đang khốc liệt, với sự càn quét của địch trong trận tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Nam Thắng đã tận mắt chứng kiến người anh trai thứ ba Huỳnh Văn Tặng cùng nhiều người trong xóm bị giặc giết ngay tại quê nhà. Quá đau đớn và căm phẫn trước cái chết của anh trai, ông Nam Thắng đã có ý định thoát ly đi kháng chiến để trả thù. Thế nhưng, một nhiệm vụ mới đang được cấp trên ấp ủ ra cho Thắng thực hiện. Nhiệm vụ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Sau phong trào đồng khởi, tinh thần kháng chiến chống lại chính quyền Sài Gòn và đế quốc Mỹ xâm lược ở Bến Tre ngày một được đẩy lên cao. Khi đó, để ổn định và tái kiểm soát tình hình, Mỹ Ngụy thành lập tổ chức Thiên Nga Phượng Hoàng nhằm tung lực lượng mật vụ, thám báo vào các tổ chức kháng chiến, rồi từ đó chỉ điểm, cai cắm khiến hàng loạt cơ sở kháng chiến của ta nằm trong lòng địch bị lộ. Nhiều chỉ huy cấp cao trong vùng bị bắt tù đày và giết hại. Tổ chức Thiên Nga Phượng Hoàng được chia làm hai ban nam nữ để trà trộn vào lực lượng kháng chiến. Ở Bến Tre, ban nam dưới sự chỉ huy của trung úy Mười Dâu cách tiếng Ác Ôn có nhiều nợ máu với nhân dân. Ban nữ dưới quyền kiểm soát của Sáu Dung là em gái của Mười Dâu. Tổ chức này hoạt động hết sức ma quái nhưng phong trào kháng chiến ở Bến Tre gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, thì công an tỉnh Bến Tre đưa ra nhận định phải phá cho bằng được tổ chức thám báo Thiên Nga bằng cách lấy độc trị độc. Để làm được điều đó, chúng ta phải đưa người vào tổ chức trên để nắm thông tin rồi đưa ra ngoài để lực lượng du kích tiêu diệt những tên thám báo đang nằm vùng hoặc ẩn trong những tổ chức kháng chiến. Nhận nhiệm vụ, ông Đặng Tấn Phong, lúc đó là cán bộ thi công an tỉnh Bến Tre rất hoang mang vì không biết tìm đâu ra một người con gái vừa kiên định, vững lập trường và phải đặc biệt dũng cảm để cài cắm vào lực lượng của địch nắm tình hình. Nhiệm vụ khó khăn tưởng chừng rơi vào bế tắc thì đến một hôm, ông gặp Nam Thắng tại Định Thủy. Nam Thắng có giọng nói nhỏ nhẹ, người mỏng cơm, bước đi hơi yểu điệu như con gái, là con trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ông Phong hình thành ý nghĩ cho Nam Thắng giả gái để làm nhiệm vụ. Sau khi nhận nhiệm vụ, Nam Thắng có thời gian 6 tháng để thâm nhập vào tổ chức tình báo Thiên Nga. Trong thời gian này, mọi khâu chuẩn bị đều hoàn toàn bí mật và mẹ Nam Thắng, bà Trương Thị Chánh, chính là người duy nhất biết điều này. Bà cũng đồng thời tìm mọi cách giúp người con trai út giả trang thành nữ giới. Hơn 20 năm sống với hình hài con trai, mọi thói quen đi đứng, sinh hoạt nên lại phải thay đổi trong vòng 6 tháng trời là chuyện cực kỳ khó khăn. Mẹ anh bất đắc dĩ trở thành người hướng dẫn anh tập luyện một cuộc sống của người phụ nữ. Tôi cho nó tắm gội với lá hương nhu, lá xả bổ kết để mượt tóc, rồi dạy nó nên đi đứng ăn ở của con gái, mà cho nó 5-6 quần slip, rồi cũng chừng đó cái áo ngực để nó mặc. Mấy cái áo ngực, tôi phải may độn bông gòn vào trong đó để nó mặc mới được, chứ sơ hở, tụi thám báo nó biết được thì chết. Thế nhưng, đó chưa phải những khó khăn nhất mà Nam Thắng chịu đựng. Do áp lực về thời gian thực hiện nhiệm vụ, do lệnh cấp trên đưa ra mà Nam Thắng đã đến quyết định khiến anh có thể mất luôn cuộc đời của một người đàn ông. Để có được dáng điệu như người phụ nữ, anh lên bệnh viện Bến Tre nhờ bác sĩ tiêm một mũi thuốc triệt tiêu cảm giác làm con trai để thực hiện nhiệm vụ được dễ dàng. Quyết định này không phải ai cũng dám dấn thân và làm được như Nam Thắng, bởi việc tiêm thuốc có thể khiến ông sau này khó trở lại làm đàn ông. Tuy nhiên với ý chí quyết tâm, Nam Thắng đã quyết chí hóa thân. Sau nửa năm trốn trong nhà tập luyện và trải qua nhiều tình huống thử thách trình độ yểu điệu phụ nữ, Nam Thắng chính thức bước ra ngoài với một thân phận mới, hình dáng mới, tên gọi mới, Huỳnh Thị Thanh, Nam Thanh, đứa con gái lâu nay để tóc ngắn của bà Trương Thị Chánh. Tổ chức bố trí đưa chị Nam Thanh lên thị xã Bến Tre làm căn cước giả, mang mật danh F5, bước vào trận tuyến mới, nơi mà chị phải độc lập tác chiến ngay tại hang hùm, tổ chức thám báo Thiên Nga. Vốn xinh đẹp khéo léo, lại có duyên ăn nói, Nam Thanh nhanh chóng nhập vai thiếu nữ 20 tuổi ở quê lên bán hàng rong để nghe ngóng tình hình. Khi ấy, chị Nam Thanh mau chóng tiếp cận được với Nam Mỹ, vợ của Mười Dâu, tên trung úy làm trưởng nhóm thám báo Nam Phượng Hoàng. Từ mối quan hệ này, F5 nhiều cách đã trở thành chỗ thân quen với Nam Mỹ và mau chóng được tin tưởng xem là chỗ tâm giao, nhờ cơ sở này mà F5 có cơ hội. Nam Mỹ vì quê mến, đồng thời qua đó muốn kiếm thêm ít tiền nên dẫn Nam Thanh sang gặp Sáu Dung, trưởng nhóm Thiên Nga, em gái của Mười Dâu. Được chị dâu giới thiệu, lại thấy Nam Thanh ăn nói khéo léo, duyên dáng nên Sáu Dung nhận lời đưa vào tổ chức thám báo Thiên Nga,
dưới quyền chỉ huy của chính ả. Yêu cầu đầu tiên để được nhận vào tổ chức thám báo Thiên Nga, đại trị F5, Nam Thanh phải có 7 cây vàng đưa cho Nam Mỹ, lo lót một tấm giấy chứng nhận là thám báo. Bà Chánh, mẹ của F5, phải đi vay mượn hàng xóm số tiền này cho chị để bà bằng được Thiên Nga. Là lính mới, để cho sếp Sáu Dung và 10 dâu tin tưởng, em đang phối hợp với nhóm của Đặng Tấn Phong bên ngoài, chỉ điểm, giả cốt, lấy lòng tin và thể hiện sự mẫn cán trong công việc. Nhờ miệng khéo nói và những thông tin sốt dẻo liên tục được báo về chính xác, hai sếp lớn của thám báo Thiên Nga huyện Mỏ Cày tỏ ra tin tưởng, quý mến. Riêng Sáu Dung còn kết nghĩa chị em với Nam Thanh nữa, đủ cho thấy trình giả gái điêu luyện đến mức nào của chị. Sống giữa bầy lang sói, để qua mặt mà không lộ thân phận đàn ông, em Nam Nam Thanh hết sức cẩn thận trong việc đi đứng vệ sinh, bởi chỉ cần một sơ hở, chị sẽ mất mạng. Nhiệm vụ bấy lâu nay dồn công sức thực hiện sẽ bị đổ vỡ. Sau khi ổn định và có chỗ đứng trong nhóm thám báo Thiên Nga, em Nam bắt đầu lập những chiến công đầu tiên. Năm 1973, nhờ thân với Sáu Dung, Nam Thanh đã biết được thông tin ở ban thám báo có hai thành viên nhiều lần chỉ điểm và giữ nhiều cán bộ cách mạng nằm vùng. Trong một lần tỉ tê tâm sự, Sáu Dung cho biết đó chính là Phạm Văn Hương và Nguyễn Văn Tư, chuyên nghề bán men rượu và mua mía đường dạo. Nam Thanh báo cáo ngay cho tổ chức xử lý hai tên chỉ điểm đó. Lần khác, Nam Thanh mật báo cho tổ chức mật phục bắt tên triệu hồi Ba Đằng. Công việc của Nam Thanh khá thuận lợi, nhưng trong cuộc sống của chị gặp nhiều áp lực khi giả gái. Hàng xóm biết Nam Thanh làm cho giặc, trút hết mọi lời cay độc, khinh khi vào tai người mẹ và xóm làng. Nhưng đau khổ hơn khi hàng ngày Nam Thanh phải chịu đựng trong hình hài phụ nữ, tiếp xúc với những thành viên đội Thiên Nga. Thậm chí mỗi khi chúng tỏ vẻ thân mật, tiếp xúc, Nam Thanh cũng phải tìm cách tế nhị để né tránh. Đặc biệt, nhiều tên biệt kích cáo giả như Mười Dâu, Tư Nghệ luôn tìm cách tán tỉnh, dù dê người đẹp Nam Thanh đi chơi. Những lần như thế, Nam Thanh tế nhị tránh né, từ chối, tìm cách thân thiết với vợ của mấy tên dê sùng đó để làm bình phong. Lần cuối cùng, gần đến ngày miền Nam giải phóng, Nam Thanh đã gặp tên Lộc, con trai đại tá Khiêm, tỉnh trưởng Kiến Hòa, Bến Tre, xin tình đợt cưới làm vợ. Khi đó, Nam Thanh báo cáo tổ chức, xin rút lui an toàn. Nhớ lại chuyện suýt bị làm dâu, ông Huỳnh Văn Thắng cười khà khà. Cả đám Thiên Nga đều dụ tôi, được làm con dâu đại tá Khiêm là nhất, mắc mớ chi mà lấn cấn. Nó không cưới được quay ra thủ ghét thêm mệt. May quá, trong lúc đang căng thẳng như vậy, thì chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, bọn chúng lo chạy nhưng quên luôn chuyện cưới. Sau ngày đất nước giải phóng, việc đầu tiên mà Nam Thanh làm đó là gặp lại bác sĩ Châu để trích thuốc, quay trở lại đời trai. Với 4 mũi trích, Nam Thanh đã bình phục, được trở lại làm chính mình. Cái tên Huỳnh Văn Thắng được lấy lại. Như bao người đàn ông khác, Nam Thắng lấy vợ và sinh được 5 người con. Từ năm 1984 đến năm 1994, Nam Thanh bỏ sang Campuchia làm ăn với nghề bán bánh bò, bánh tiêu, tích góp được ít vốn trở về Kiên Giang lập gia đình và khởi nghiệp. Tuy nhiên, cuộc đời lại quá khắc nghiệt với ông. Khi phát hiện mình bị bệnh gan, ông gần như tuyệt vọng. Năm 1995, sau khi chữa hết bệnh gan, sức khỏe hồi phục, ông lại được làm cha một lần nữa với sự ra đời của bé Huỳnh Thị Kim Triệu, như một điều kỳ diệu mà cuộc đời đã ban cho ông. Ông mang đàn con nhỏ lên rừng Mã Đà, Đồng Nai để lập nghiệp. Từ mảnh đất thuê, ông đã tích góp mua được 14 mẫu đất và phát triển mô hình VAC, trở thành trang trại vàng, tỷ phú rừng Mã Đà. Mặc dù không được công nhận là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ giả gái làm tình báo, cũng không phải là anh hùng thời kỳ đổi mới, thế nhưng khi nhắc đến cái tên Nam Thắng, người đời vẫn xem anh là người anh hùng thầm lặng, sẵn sàng xông vào sao huyệt của địch, hy sinh thân mình vì đại cuộc.